Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh hệ thống phân phối Vinachi. Hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả anh em một cái dòng máy cắt tỉa mini cầm tay. Thì đây là một cái dòng sản phẩm được rất nhiều anh em chúng ta trong ngành đồ gỗ cắt tỉa chúng ta tin dùng về cái dòng sản phẩm này. Với dòng sản phẩm này thì rất phù hợp cho tất cả các anh em nào chúng ta chuyên khắc tỉa các cái chi tiết nhỏ trên đồ gỗ của chúng ta. Ở trên này thì chúng ta sẽ có hai bộ phận. Đầu tiên là một chiếc rotor cầm tay rất là nhỏ gọn. Đấy. Có đầu kẹp nắp sử dụng cho các dòng mũi 3.5. Và ở đây thì chúng ta cái cách để chúng ta có thể là mở ra và khóa mũi thì rất đơn giản. Đây chúng ta sẽ có một nút vặn, chúng ta sẽ vặn này. Đấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái mũi khắc tỉa chúng ta nắp vào trong vị trí này và khóa lại. Về cái rotor này thì được in thông số ở trên này, chúng ta sẽ có tốc độ vòng tua từ 900 cho đến 9.000 vòng trên phút này. Đấy, rất là khỏe. Ngoài ra cái rotor cầm tay này thì chúng ta sẽ có một cái bộ điều khiển ở bên trên này, một bộ điều khiển này. Với bộ điều khiển này thì chúng ta sẽ có một số các cái nút vặn như sau. Đầu tiên thì ở trên cái bút, trên cái rotor cầm tay này thì chúng ta sẽ có cái chấu ba chân ở đây, thì chúng ta sẽ mắc vào các vị trí ở đây, chúng ta có hai cổng sẽ sử dụng cho hai cái rotor này cũng được. Hai cổng này thì chúng ta đầu tiên chúng ta mắc thì chúng ta sẽ phải dựa theo cái chiều đúng chấu của nó này, chúng ta mắc vào trong này. Và có một số các cái nút điều khiển như sau. Đầu tiên là cái nút bật khởi động nguồn này. Đấy. Và tiếp theo thì ở bên này chúng ta sẽ có nút bật cái rotor này, tiếp nguồn cho cái rotor này, chúng ta sẽ bật ở đây. Và ngoài ra thì trên này chúng ta sẽ có nút start, thì nút start là nút khởi động. Và bên này thì sẽ có một cái nút vặn, thì cái nút vặn này khi mà anh em chúng ta bật hết các cái công tắc này lên rồi thì vẫn chưa chạy, thì chúng ta sẽ phải vặn nút này để điều tốc cho cái rotor này. Tùy theo cái tốc độ mà anh em chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ vặn cái nút này nhé. Và như anh em ta thấy thì cái rotor này kêu rất là êm. Đấy. Ngoài ra thì cho cái bộ điều tốc này giúp cho cái rotor cầm tay của chúng ta chạy ổn định hơn, rất là khỏe. Đây, mình sẽ test cho anh em ta thấy cực kỳ khỏe luôn. Chúng ta sẽ bật cái này với cái vòng tua. Tôi sẽ tỉ cho anh em đây, thấy này, rất khỏe luôn. Và ngoài ra với cái bộ điều tốc này, chúng ta sẽ ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái nút nữa, đó là nút chuyển cái chuyển hướng cho cái rotor của chúng ta. Ví dụ như là quay xuôi chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim đồng hồ nhé.
Với dòng sản phẩm này thì rất phù hợp cho anh em là chúng ta chuyên khắc tỉa các cái chi tiết nhỏ ở trên đồ gỗ của chúng ta, hoặc các anh em là chúng ta chuyên làm đồ handmade thì chúng ta sẽ mua cái sản phẩm máy khắc tỉa như này, sẽ giúp anh em chúng ta làm việc ổn định và cũng như năng suất cao trong công việc của chúng ta nhé. Và anh em là chúng ta quan tâm thì hãy để lại bình luận hoặc số điện thoại phía dưới, và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm từ hệ thống phân phối Vitachi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.